Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở đình làng chùa xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đình chùa của làng Yên Lạc nay là chùa xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, được xây dựng vào thời kỳ Lê Trung Hưng ở cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Đình chùa làng được tạc tọa trên một quả đồi riêng biệt có dáng hình con rùa, tức là con quy. Một trong bốn con tứ quý nhìn về phía tây nam rộng rãi, thoáng mát 100 mét là ao sen, xưa là một đầm sen, cách khoảng 300 mét là giếng vau, không biết có từ bao giờ, quanh năm trong mát. Ngày xưa cứ đến mùng 8 âm lịch hàng năm là các cụ xuống giếng vau gánh nước về tắm Phật. Đình chùa làng Yên Lạc được thiết kế ở thời nhà Trần, chùa xây dựng ở trên, đình xây dựng ở dưới, có diện tích khoảng 200 mét vuông. Đây là đình thiết kế hoàn toàn bằng gỗ lim, cột có đường kính 30 đến 40 cm. Chùa được gọi là Đại Lại Tự. Ở chùa là một ngôi đình to, thoáng mát, có chiều dài 18 mét, chiều rộng là 8 mét. Giáp sau là ba gian để thờ vị thánh là ông Cao Sơn và ông Úy Minh. Đương thời hai vị võ tướng đánh giặc cứu nước giúp dân dược, vua ban chức điện tiền do úy ở thời Vua Duệ Vương cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Trong khuôn viên đình chùa có nhiều cây cổ thụ như cây đa, cây thông, cây đẻ. Xung quanh có lũy tre bao bọc quanh năm tươi tốt, tạo cảnh quan đình chùa thêm tĩnh lịch thiêng liêng. Trải qua nhiều biến cố lịch sử thăng trầm của quê hương đất nước, song Đại Lại Tự của làng Yên Lạc vẫn giữ được kiến trúc xưa rất cổ kính. Chùa vẫn giữ được 36 pho tượng, là một trong những chùa có nhiều Phật trong huyện Lạng Giang. Bao nhiêu năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và bấy nhiêu năm đình chùa Yên Lạc đã đi cùng với cách mạng, nhân dân để góp phần chiến thắng chung của cả nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975. Tiếp theo chúng ta sẽ lên quan sát đỉnh. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, Đại Lại Tự là điểm bỏ phiếu của làng Yên Lạc để bầu ra quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đại Lại Tự trong thời kỳ đánh Pháp nhiều năm là trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Xã hội Cần Dinh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, toàn quốc kháng chiến, toàn dân đánh giặc, Đại Lại Tự có quả chuông rất quý lạ hàng vạn, tiếng kêu vang vọng ngân xa. Song các cụ trong làng đã hiến dâng cho đất nước để đúc khí đánh Tây, thực hiện khẩu hiệu quần không nhà trống của Đảng, Chính phủ, nhân dân làng Yên Lạc. Phải lén cảm xúc mất mát, thành hành động dỡ bỏ đi ngôi đình vô cùng cổ kính và quý báu. Còn ngôi chùa phải đục tường dỡ bỏ hai hành lang để tập pháp đi, càng không có nơi ăn ở. Từ những năm 1947 đến năm 1950, đình chùa của làng là nơi đóng quân của bộ đội ta từ năm 1951 đến năm 1953. Ngôi chùa là trụ sở của đoàn thuế Bắc Thái. Hai năm 1954 đến 1955, Đại Lại Tự là nơi học tập chính sách giảm tô, cải cách ruộng đất của đảng, nhà nước ở địa phương, làng, xã. Từ năm 1956 đến năm 1964 là trường học cấp 1 Hương Lạc, để góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ miền Bắc nước ta. Từ năm 1967 đến năm 1968, Đại Lại Tự là nơi chủ huy của công trường bảy đóng để xây dựng trường học cấp 1 Hương Lạc, lại tiếp tục học tại đình chùa của làng, được sự cho phép của đảng chính quyền địa phương. Năm 1989, làng đã vận động nhân dân công đức xây lại ngôi đình năm gian, quá giang đa tường, lợp mái ngói sông cầu. Theo yêu cầu của nhân dân, năm 2004, làng đã phát động các
quan lại của xã, nhân dân trong làng và ngoài làng công đức xây dựng lại ngôi đình. Khang trang thoáng mát, làm kiểu đình chùa ngày xưa, có đao, lọc mũi, có diện tích là 100 m². Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làng Yên Lạc đã phải tiễn đưa hàng trăm con em của mình lên đường vào quân đánh giặc. Hòa bình, lập lại đất nước được thanh bình, làng đã mất đi 21 con người hy sinh trên cuộc chiến trường ở khắp mọi miền đất nước. Để làm vui lòng các anh ở dưới suối Vàng, để làm vơi đi nỗi thương đau nước mắt của gia đình liệt sĩ, để làm bài học sống, giáo dục cho thế hệ trẻ và con cháu chúng ta hôm nay, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947 đến ngày 27 tháng 7 năm 2017, đình làng chùa Yên Lạc đã phát động phong trào để đơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, để xây dựng nhà thờ liệt sĩ trị giá 100 triệu đồng. Được sự cho phép của sở và du lịch tỉnh Bắc Giang, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, Ủy ban Nhân dân xã Hương Lạc, ngày 25 tháng 5 năm 2017, Ban Quản lý Di tích lịch sử của chùa đã phát động lễ tạ đến với nhà thờ liệt sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, làng Yên Lạc đã tiến đưa hàng trăm con em của mình lên đường đóng quân đánh giặc, hòa bình, lập lại đất nước được thanh bình. Làng đã mất đi 21 người con hy sinh trên mọi chiến trường ở khắp miền đất nước. Để làm vui lòng các anh ở dưới suối Vàng, để làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của các gia đình liệt sĩ, để làm bài học để cho giáo dục thế hệ con trẻ và chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ tạm biệt đình chùa Hương Lạc. Xin chào các bạn và chúc các bạn có một chúc các bạn mạnh khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống.